Lại là anh, không ai khác ngoài anh, Cristiano Ronaldo. Và lần này thậm chí còn là một bàn thắng đem lại chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Siêu! Bồ Đào Nha và Scotland là cuộc so tài chiến thuật giữa hai huấn luyện viên Roberto Martinez và Steve Clark. Scotland đã gây bất ngờ khi áp dụng sơ đồ chiến thuật mới với hàng thủ 4 người, thiếu vắng trụ cột Kieran Tierney. Dù vậy, họ đã thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự, đặc biệt là với Scott McKenna và thủ môn Angus Gunn, người đã thực hiện hàng loạt pha cản phá xuất sắc để giữ đội nhà trong cuộc chơi. Mọi chuyện bắt đầu khá tồi tệ cho đội chủ nhà khi chỉ mới phút thứ 7, Scott McTominay đã làm choáng váng người hâm mộ tại Estadio Daluz. Đây đã là bàn thắng thứ 10 của McTominay trong 12 trận gần nhất cho Scotland, một con số rất ấn tượng. Nhưng Bồ Đào Nha không dễ dàng từ bỏ. Trong suốt hiệp 1, họ tạo ra hàng loạt cơ hội với Rafael Leao và Diogo Jota liên tục làm khó hàng thủ Scotland. Dù vậy, thủ môn Angus Gunn của Scotland đã có một hiệp đấu xuất sắc khi cản phá thành công nhiều cú sút nguy hiểm, giữ sạch lưới cho đội khách đến hết hiệp 1. Ở phía Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Roberto Martinez quyết định tung Ronaldo vào sân từ hiệp 2, một quyết định thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Ngay từ khi vào sân, Ronaldo đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Anh giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép với hàng loạt pha phối hợp khiến hàng thủ Scotland không kịp trở tay. Phút thứ 54, Bruno Fernandes tận dụng cơ hội từ đường chuyền của Leao để tung cú sút từ cự ly 25m. Dù không quá mạnh nhưng Gunn đã mắc sai lầm khi không thể cản phá được, giúp Bồ Đào Nha quân bình tỷ số 1 đều. Từ đây trận đấu càng thêm hấp dẫn khi cả hai đội đều nỗ lực giành chiến thắng. Phút 88, Nuno Mendes có pha đi bóng và tạt bóng tuyệt vời từ cánh trái và Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành đem về chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Khoảnh khắc đó của Ronaldo đã khiến Scotland phải chịu thất bại thứ hai liên tiếp ở những phút cuối tại Nations League. Một lần nữa, Ronaldo đã chứng minh rằng anh là một quý ông của những bàn thắng quyết định giúp Bồ Đào Nha vững vàng ngôi đầu bảng A1. Đây là danh sách liệt kê những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia của họ, như Harry Kane ghi 66 bàn cho Anh, David Villa với 59 bàn cho Tây Ban Nha, Miroslav Klose với 71 bàn cho Đức và Neymar với 79 bàn cho Brazil. Đặc biệt, Cristiano Ronaldo đã ghi 80 bàn thắng cho Bồ Đào Nha kể từ khi bước qua tuổi 30, vượt qua nhiều huyền thoại khác. Điều này chứng tỏ khả năng ghi bàn xuất sắc và phong độ bền bỉ của Ronaldo và vẫn tiếp tục làm điều đó cho tới bây giờ. Trận đấu còn chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của João Félix, người đã có những pha xử lý bóng thông minh và nhiều lần dứt điểm nguy hiểm. Tuy không ghi bàn, Felix đã đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp tấn công và gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng A1 với 6 điểm sau 2 trận. Còn với Ronaldo, bàn thắng này không chỉ là cột mốc thứ 901 trong sự nghiệp mà còn khẳng định vị thế của anh với đội tuyển này.